gã khổng lồ Bắc đóng cửa ứng dụng Zipto xoay trục sang công nghệ B2B. Nền tảng tài sản kỹ thuật số Bắc đã công bố kế hoạch xoay trục sang các giải pháp công nghệ B2B, đồng thời cho biết họ sẽ sớm ngừng hoạt động ứng dụng tiền điện tử của mình. Được ra mắt vào tháng 3 năm 2021, ứng dụng tiền điện tử Bắc được thiết kế để cung cấp cho người dùng khả năng sử dụng tài sản kỹ thuật số theo nhiều cách khác nhau. Mặc dù ứng dụng sẽ ngừng hoạt động, người dùng ứng dụng Bắc vẫn hoàn toàn có quyền truy cập vào tài khoản của họ thông qua một nền tảng dựa trên web mới. Phía Bắc cũng cho biết rằng hiện người dùng vẫn có thể kiểm tra số dư tiền điện tử và nhận báo cáo giao dịch cho mục đích thuế trên ứng dụng. Bên cạnh đó, Bắc cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp cho các doanh nghiệp trải nghiệm về tiền điện tử và thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng của mình thông qua các giải pháp SaaS và API trên một nền tảng an toàn và tuân thủ. Ứng dụng dự kiến sẽ chính thức ngừng hoạt động vào ngày 16 tháng 3 tới. Paso lên tiếng bác bỏ cáo buộc, sẵn sàng hầu tòa với SEC. Nhà phát hành stablecoin Paso đã chính thức lên tiếng phản bác lại các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, gọi tắt là SEC, về stablecoin PUSD trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 13 tháng 2. Paso đã xác nhận các báo cáo gần đây rằng họ đã nhận được thông báo GAOS từ SEC và bị cáo buộc không đăng ký chào bán theo luật chứng khoán liên bang. Tuy nhiên, phía Paso cho biết họ hoàn toàn không đồng ý với SEC vì PUSD không phải là chứng khoán theo luật chứng khoán liên bang, đồng thời nhấn mạnh ngoại trừ điều này hiện không có cáo buộc nào khác chống lại Paso. Phía Paso cũng khẳng định thêm rằng họ sẽ tham gia hợp tác với SEC về vấn đề này và sẵn sàng kiện tụng mạnh mẽ nếu cần thiết. Sau loạt tin tức về vụ lùm xùm này, sàn giao dịch Binance đã chứng kiến khoản rút dòng lên đến 831 triệu đô la chỉ trong 24 giờ qua. Đây được xem là dòng chảy lớn nhất kể từ tháng 11, theo dữ liệu từ Nansen. Giá token BNB cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng nay, BNB hiện giao dịch tại 291 đô la, giảm gần 6% trong ngày, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. WeRex bắt tay với Visa, mở rộng hoạt động sang châu Á. Nền tảng thanh toán tiền điện tử phổ biến WeRex được cho là đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Visa để đẩy mạnh kế hoạch mở rộng cơ sở khách hàng của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APAC, và Vương quốc Anh. Theo đó, thỏa thuận mới sẽ chứng kiến WeRex trở thành thành viên Visa của Vương quốc Anh và APAC, cho phép công ty thanh toán tiền điện tử mở rộng dịch vụ của mình trên 40 quốc gia. Bên cạnh đó, điều này cũng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm liền mạch, dễ tiếp cận và an toàn hơn. Sự hợp tác mới nhất là một phần mở rộng của mối quan hệ hiện có giữa WeRex và Visa, khi công ty thanh toán đã ra mắt thẻ Visa tiền điện tử ở Hoa Kỳ và hiện đã là thành viên chính của Visa ở châu Âu. WeRex đã làm nên lịch sử vào năm 2015, khi trở thành công ty đầu tiên trên thế giới ra mắt thẻ hỗ trợ tiền điện tử thông qua Visa, cho phép người dùng mua, bán và giao dịch bằng tiền điện tử và fiat. Với cái bắt tay mới nhất, WeRex hiện có thể phát hành thẻ ghi nợ và thẻ trả trước trên toàn cầu. Trình duyệt Pi chính thức comeback sau đợt bảo trì lịch sử. Sau gần 5 ngày mạng Pi gặp sự cố, hiện quá trình bảo trì đã chính thức hoàn tất vào sáng nay, ngày 14 tháng 2, đúng như những gì Pi Core Team đã cam kết. Theo một báo cáo mới nhất từ Pi News, trình duyệt Pi đã hoàn thành bảo trì và hiện có thể sử dụng lại bình thường. Bên cạnh trình duyệt Pi, ví Pi và các tiện ích khác cũng đã có thể truy cập một cách mượt mà. Có thể nói, đây là lần đầu tiên mạng Pi chứng kiến đợt bảo trì kéo dài lâu như vậy, gây ảnh hưởng rất lớn tới mạng lưới Pi, cũng như cản trở hoạt động của cộng đồng Pioneer trên blockchain Pi. Việc mạng Pi hoạt động lại bình thường được xem là một tin khá tốt đối với cộng đồng Pioneer. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xuất hiện bất kỳ thay đổi hay bất ngờ nào từ phía Pi Core Team như cộng đồng đã kỳ vọng. Với nhiều người đã bày tỏ sự hụt hẫng vì họ đã trông đợi những đột phá mới sẽ xuất hiện sau đợt bảo trì kéo dài này. Cộng đồng AAVE đề xuất đóng băng hơn 10 triệu PUSD đang nắm giữ. Sau động thái ngừng đúc PUSD của Paso, cộng đồng AAVE đã khởi xướng đề xuất đóng băng số PUSD đang nắm giữ trên giao thức AAVE V2. Đề xuất mới nhất được đưa ra bởi trưởng nhóm tích hợp AAVE, Mark Zeller, cho rằng nên đóng băng số PUSD đang được giữ trên AAVE V2 và mời người dùng chuyển sang lưu trữ stablecoin khác vì ông tin rằng nguồn cung PUSD lưu hành dự kiến sẽ giảm xuống gần bằng không theo thời gian. Hiện tại có khoảng 11,57 triệu đô la PUSD được cung cấp trên giao thức AAVE V2, trong khi có khoảng 10.500 đô la PUSD được giữ trong hợp đồng DAO. Đề xuất sẽ trải qua quy trình quản trị tiêu chuẩn để cộng đồng AAVE tham gia bỏ phiếu đưa ra lựa chọn tối ưu cần thiết để bảo vệ dự trữ DAO. Phía Paso cũng đã đưa ra thông báo về việc sẽ ngừng đúc PUSD kể từ ngày 21 tháng 2 năm 2023 sau khi nhận được lệnh từ Sở Dịch vụ Tài chính New York. Tuy nhiên, stablecoin vẫn được Paso hỗ trợ đầy đủ,
và có thể quy đổi cho khách hàng đã tham gia ít nhất là đến tháng 2 năm 2024. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zipto List VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.